Có đứa nào ở đây không bay? Dạ thưa cậu hai. Ai kêu để cặp lân ở đây? Dạ thưa cậu hai, cặp lân cậu ba sai con đặt ở đây à. Mày vô ginh đi chỗ khác đi. Dạ thưa cậu hai, đây là cặp lân quý của cậu ba. Tao kêu mày vô ginh đi chỗ khác. Dạ dạ, con làm ngay. Con trai, vô đây, vô đây. Con có ngửi nghe cái mùi chi không? Ừ? Thơm nước mũi nghe má. Lâu lắm rồi con mới nghe lại mùi mắm kho. Ăn liền cho nó nóng nha con. Con ăn bún hay là ăn cơm? Má đi lấy cho. Đợi thằng ba hạt lên rồi ăn luôn má. Bữa cơm đoàn tụ gia đình mà. Hôm nay con với nó phải nhậu một chầu cho đã. Cái thằng này bữa nay sao nó lề mề dữ không biết hả? Con kêu nó xuống nhà sau lấy chai rượu. Mà coi bộ má không có ưng ý ai hết á. Má khó thế này á, mai mốt con với thằng ba mệt á. Sao mệt? Thì bây giờ không biết chọn dâu làm sao để cho má ưng bụng. Chào ơi, má tưởng con đi qua bên Tây rồi lấy vợ đầm luôn rồi đó chứ. Xém lấy vợ Tây luôn đó nghe má. Ê, không có được nói giỡn à nghe. Cái chuyện vợ con á của tụi bay đó là để yên đó, má lo. Má ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà má còn cổ lỗ sĩ như vậy. Lấy vợ mà lấy người không thương á là một bi kịch nghe má. Má có ép uổng đâu nè. Thấy không? Chỉ là má chọn lựa giùm cho tụi con thôi, rồi tạo điều kiện cho trai gái gặp nhau, thành hay không là do bay quyết định. Măng măng của tôi tuyệt vời đó. Con nhỏ này, nói trước rồi, không lo chuẩn bị, cứ rề ra hoài à. Nè. Dạ. Mày ra trước mày coi coi xe chuẩn bị xong chưa. Dạ, thưa ông. Chuẩn bị gì mà lâu như vậy, biết bao giờ mới qua được nhà bà hỏi đồng bồi. Hả? Con xong rồi. Cha làm gì mà cha hối quá à. Trời ơi, mình đi ăn tiệc á là mình phải điềm đạm đúng đỉnh thì mới sang. Con mặc bộ đồ này đi hả? Dạ. Chở vô nhà, chở liền vô nhà. Thay bộ áo dài ra cho tôi. Mình phải là người Á Đông nên nã. Ủa, con thấy bộ đồ này đâu có sao đâu cha. Mà người ta coi mắt cha hay coi mắt con mà cha bắt con phải mặc đồ theo ý của cha. Người ta coi mắt con, nhưng mà mình xuất hiện lần đầu tiên, mình cho người ta coi mắt, mình phải mặc áo dài nền nã, con phải ra dáng người phụ nữ Việt Nam. Để con phân tách cho cha hiểu. Cậu hai nhà hội đồng bùi là đi Tây mới về. Ừ. Mà mấy người ở bên Tây á, cái gu ăn mặc của họ là như vậy. Con đã tìm hiểu rất kỹ rồi, cha an tâm. Cha tin tưởng con đi. Con mặc bộ đồ này là chắc chắn sẽ nên chuyện mà cha giao cho con. Ừ. Đi chị. Dạ. Cha, cha. Anh Kim Phát tới rồi. Dạ. Hân hạnh đón chào anh Kim Phát à. Dạ con thưa dì, con mới tới. Chào chị hội đồng. Tưởng đâu hai cha con tôi mạo phạm nữa à chứ. Dạ, mạo phạm chuyện chi? Tưởng đến trễ, ai ngờ đến sớm. Chàng ơi, tưởng chuyện chi? Đến sớm thì càng tốt chứ sao. Để có thời gian cho tụi nhỏ nó làm quen. Bác. Bác. À, Hai Hoàng, Hai Hoàng. Con à, con chào hỏi bác Kim Phát đi con. Bác Kim Phát đây á, với má vốn dĩ là chốn thâm tình lâu năm. Người quen không à, không có ai đâu xa lạ.
Uzu bác trai. Uzu cậu hai. À, xin được nha, giới thiệu cậu hai. Đây, con gái ruột của tôi, gái một đó nha, tên Kim Ngân. Bonjour tiểu thơ. Chào cậu hai. Tốt rồi, tốt rồi. Bữa nay là ngày sum họp gia đình, không có người ngoài. Nhưng mà có nhiều món ngon á đang còn chuẩn bị. Vì vậy trong cái thời gian chờ đợi này, hai đứa cứ đi dạo mát đi nha. Dạ thưa dì, để con xuống bếp ạ. Ôi, hai cha con bữa nay là khách quý, cứ tự nhiên đi. Chuyện bếp rút đã có người khác người ta lo rồi. Vậy thì mời tiểu thơ đi dạo với tôi. Cậu hai đã mở lời như vậy khó từ chối lắm con. Thôi cha cho phép đó, đi dạo với cậu hai đi. Con cảm ơn cha. Xin phép gì con đi. Hai đứa nó đẹp đôi ghê hen. Kính thưa anh Kim Phát, đây là bữa tiệc mừng thằng hai tôi từ phương Tây xa nhà bao nhiêu năm nay trở về cố quốc. Tôi cũng muốn mừng cái bữa tiệc này nó rình rang, nhưng ngặt nổi mẹ quá con côi, tôi không có giao du gì với ai hết. Tôi nghĩ tới nghĩ lui nên tôi quyết định mời cha con anh Kim Phát để siết chặt mối thâm tình của hai bên gia đình. Dạ, kính mong anh Kim Phát thương mà nghĩ đến thâm tình của gia đình tôi. Anh Kim Phát cứ dùng tự nhiên, đừng khách sáo, kẻo mất vui. Nghe chị hội đồng nói xong, tôi chưa uống một ly rượu nào mà tôi say ngất ngay luôn đó chị. Anh Kim Phát quá khen. Dạ, mời anh Kim Phát dùng ạ. À, chị, sao à? Tôi không thấy cậu Ba Hạt. Chắc có lẽ giờ này á, ở bên tiệm buôn đồ cổ á, có công việc thình lình, cho nên nó không có kịp gì à. Thôi anh Phát cứ dùng tự nhiên đi. Con dùng tự nhiên nha con gái. Mâm cơm dọn lên lâu rồi mà bây giờ mới đem nước chấm lên là sao. Đem con gà xuống dưới chặt đi, để y nguyên về sau người ta ăn. Cứ dùng tự nhiên nha. Dạ. Cái con khốn kiếp này mày nha, cái thứ của mày đó, ngày nào mày không ăn đòn là mày không ăn cơm ngon được hả cái con kia. Hồi nãy có khách có khứa, tao nhịn mày mà mực tao muốn bể rồi đấy nè. Mày nghĩ sao vậy? Dọn mâm lên á, thiếu nước chấm, con gà thì quên chặt. Tại sao vậy? Dạ, tại con làm không kịp. Mày mừng không kịp hả? Tại sao mày không chịu mừng trước đi? Mày mừng trước là chết ông nội mày hả? Có gì vậy không mà đợi tao nhắc tuồng nữa. Con xin lỗi, lần sau con không dám như vậy nữa. Có lần sau nữa hang? Đi cho khuất mắt tao. Thấm mười là thấm. Mày chọc tức tao hoài vậy. Mày muốn tao lên máu tao chết mày mới vừa bụng ha. Đi. Dạ. Thank you.
Nhà mình có cà phê. Ủa, cậu hai? Ừ, dạ có. Pha cho tôi một ly đi. Nhưng pha hơi lâu. Cậu hai lên nhà, tôi pha xong tôi sẽ bưng lên. Tôi muốn ngồi ở đây uống. À, dạ, ở đây bừa bộn lắm. Với lại có khói bếp nữa, chắc là không tiện đâu. Ngồi đây vừa uống cà phê vừa ngắm em lau chén, nó cũng thú vị đó. Mà nè, tôi nói không phải nịnh em nghe. Em nấu món nào cũng ngon, cũng vừa miệng hết. Dạ, đội ơn cậu hai đã khen. Cậu hai lên nhà trước cái nghiêng, tôi pha xong tôi bê lên liền. Nhà của tôi á, thì tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi, không có được đuổi tôi như vậy. Em đi pha cà phê đi. Má. Ừ. Sao rồi? Tối hôm qua cậu hai ngủ có được không? Con khó ngủ lắm má. Ừ? Bị lạ chỗ, tới gần sáng mới chợp mắt được. Cái thằng, nói gì mà nói nghe được. Nhà mình chứ nhà của ai đâu mà lạ lắm. Thì con đi xa đã mấy năm rồi, bây giờ mới về hơi lạ một chút. Ừ. Nhưng mà mấy hôm con sẽ quen lại thôi. À, nè, con thấy tiểu thư Kim Ngân ra làm sao? Là một giai nhân nghe má. Ừ. Một trào lưu mới đó, biết ăn mặc và biết làm đẹp. Cái thằng, cái tật háo sắc giống ai không biết nữa. Nghe má dặn nè, cái đẹp nào cũng sớm tàn phai hết. Là đàn ông chọn vợ, đừng có chọn vợ xấu quá thì thôi, nhưng đừng bao giờ đặt cái đẹp lên hàng đầu. Con phải nên chọn một cái đứa con gái công dung ngôn hạnh, hiếu thảo thủy chung, thì mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Con hiểu không? Đời bây giờ làm gì có ai tiêu chuẩn như vậy má. Ai cũng có khiếm khuyết mà. Nếu mà cưới về thời gian đầu không ưng ý thì mình dạy dỗ lại thôi. Nói thì nghe hay lắm, tới chừng cưới vợ xong á, mình chính là kẻ sợ vợ đó nghe. Chưa chi mà má đã đoán lung tung rồi. Con nè, ý của má và bác Kim Phát á, là muốn mần xuôi với nhau. Đây là chuyện nghiêm túc đó nha. Khi mà con cưới vợ xong rồi á, má giao hết quyền quản lý ở lò lu lại cho con. Con mới đi xa về, chưa kịp nghỉ ngơi mà má đã đem cái chuyện đại sự ra bàn rồi. Với lại con và tiểu thư Kim Ngân mới gặp nhau có một lần, chưa có cảm giác gì hết, chỉ mới lịch sự chào hỏi thôi. Thì bây giờ tụi con làm quen trước cái đã, rồi sau đó hẹn hò tìm hiểu, phải không? Không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Nếu mà đã vậy thì má cứ tự quyết đi, hỏi ý kiến con chi. Ngoan dữ đà. Thôi vô ăn cơm đi con, kẻo trễ. Dạ. Xuống đây vậy?
Lỡ ai thấy thì sao? Sao em phải giật mình dữ vậy? Em cứ bình thường đi, đừng có căng thẳng như vậy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lỡ có ai biết thì sao? Anh biết là chuyện này gây khó cho em, nhưng mà đây là chuyện của con tim, là cảm xúc. Má đang bận biểu lo chuyện cưới hỏi của anh hai. Anh hai yên bề gia thất rồi, anh sẽ tìm cách nói chuyện với má về chuyện của tụi mình. Không, không được đâu. Không đời nào bà hội đồng chấp nhận. Anh đừng nói chi hết. Hãy xem như đây là một bí mật. Rồi lỡ anh hai lấy vợ xong, má kêu anh lấy vợ luôn thì sao? Chuyện chi đến rồi cũng phải đến. Anh là con, phải giữ chọn chị Hiếu chứ. Em nói vậy là sao? Em tính buông tay anh ra? Không phải. Má bắt anh lấy vợ, anh không thể không nghe theo. Anh cứ lập gia đình đi. Em nguyện cả đời này cơm bưng nước rót hầu hạ anh, em không đòi hỏi danh phận chi hết. Không được, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em. Yêu một người mà phải đi ôm một người khác, sống giả tạo như vậy anh không sống được đâu. Thôi anh lên nhà đi, lỡ ai nhìn thấy bây giờ. Tối nay nha, anh đợi em ở chỗ hẹn cũ đó. Thôi Thư Thư đã. Hiếu Hạc, anh hai, ra Hiệu buôn chơi với em đi, ở nhà chi cho buồn. Thôi, anh không có mê ba cái đồ cổ đâu, với lại anh đâu có rành. Ra đó ngồi chơi thôi mà, uống cà phê cà pháo cho khuây khỏa, chứ ở nhà chi cho buồn. Em nói không phải khoe chứ, tiệm của em là đẹp nhất xứ này đó. Em lấy tên của ba anh em mình để làm tên của tiệm. Hòa Hạc Lâu hả? Anh đoán đúng rồi đó. Tiệm của em có nhiều thứ đẹp và lạ lắm. Anh ra đó ngắm chơi đi, ở nhà chứ. Anh đi không được đâu, Lan có hẹn rồi. Má biểu anh hẹn với tiểu thư Kim Ngân. Má biểu thì má biểu, nhưng mà chuyện trăm năm của anh thì anh phải tự định đoạt chứ. Chuyện cưới vợ thì cũng không có gì phải long trời lỡ đất. Mình cứ sống thoải mái theo tay. Cưới thì cứ cưới, cưới không xong về thì chia tay. Anh nói vậy thì đúng theo suy nghĩ của anh, chứ còn em không thích như vậy đâu. Vợ chồng là duyên nợ trăm năm. Mình phải cưới người mình thương, cưới người phải chung thủy với mình, sống với nhau răng long đầu bạc. Em không thích thay đổi đâu. Với lại em cũng không thích cưới vợ mà phải theo ý người khác. Em trai tôi hôm nay giỏi lắm, nói chuyện rất có chính khí, đúng nghĩa của một quân tử. Thôi anh không đi thì thôi, em ra tiệm đây. Em đi nha. Phải mua chè bóc không chị Thắm? Dạ thưa, đúng rồi cô Út,
Tôi đang nấu chè bắp. Nhưng mà đang còn nóng lắm, đợi chút xíu nguội rồi cô Út ăn nghe. Em nói với chị hoài mà chị không nghe. Chị đừng nói là dạ thưa nữa, em không thích vậy đâu. Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Chủ tớ phải rõ ràng, nếu không bà sẽ la đó. Chị gọi em là cô Út được rồi. Má mà có la thì để em nói giùm cho. Mà má kêu chị nấu chè bắp này cho em đúng không? Bà biểu tôi nấu chè bắp đặng mang qua nhà cô Kim Ngân biếu ông Kim Phát. Cô Út đừng có lo, tôi nấu đồ chè bự lắm. Có gì á mình cúng ông bà tổ tiên trước, rồi sau đó cô Út ăn nghe. Em không thích mấy người đó đâu. Thôi kệ đi mà, chuyện của người lớn mình đừng có quan tâm ha. Lát nữa tôi múc mấy chén chè cúng ông bà tổ tiên, khi nào mà nhang tàn á cô Út ăn ha. Dạ, chị nhớ cúng nhiều nhiều cho ông Táo nha. Còn dư á thì mình mới cho nhà ông Mập đó. Vậy mình mừng theo lời của Út nghe. Tặng cho em nè. Em mặc cái chi mà lâu dữ vậy? Hoa sắp tàn luôn kìa. Anh đổ thừa quá. Đàn ông con trai đi mua hoa đâu có biết lựa đâu. Lựa ngay cái hoa cũ, biểu nó không tàn mới lạ. Anh thấy cũng đẹp mà. Ủa trời, sao em mặn vậy? Dù sao cũng là tấm lòng của anh mà. Em hiểu chứ. Em mà không hiểu anh thì ai hiểu anh? Nhưng buộc lòng em phải mừng như vậy để nhắc cho anh nhớ. Từ rày về sau, mỗi lần anh gặp em, anh đừng có mua cái chi hết, tốn tiền anh lắm. Hoàn cảnh của anh bây giờ đâu có cho phép anh mừng như vậy đâu. Làm anh hết hồn hết trơn à. Em cho anh nhìn kỹ cái nha. Bữa nay á, em đẹp hơn ngày hôm qua đó đa. Nhưng mà trong ánh mắt của em, anh thấy có gì đó hơi buồn buồn. Em có chuyện chi phải không? Hả? Nói anh nghe coi. Đặng anh giúp được cái chi anh giúp cho. Mấy bữa nay em bận bịu lung lắm. Nhưng mà em bận cái chi? Nói rõ tận tường cho anh, đặng anh mới biết mà anh giúp cho em chứ. Anh à, mấy bữa nay em phải ở nhà, phải sửa soạn đặng người ta coi mắt em đó. Coi mắt? Vậy vậy là em sắp lấy chồng. Em em giỡn với anh phải không? Thôi đừng có giỡn với anh mà. Biết cái tính của anh mà, anh không có thích chuyện buồn. Giỡn với anh vậy là làm tàn nát con tim em anh đó. Em nói thiệt đó, em sắp lấy chồng đó. Là cha biểu em làm vậy. Cha biểu em? Nhưng em thương anh mà Kim Ngân. Em thương anh mà. Rồi em tính đằng sao? Em chưa nói hết ý của em, sao anh cứ chặn ngang em vậy? Còn cái chi nữa mà nói. Cha em đã quyết vậy, em là con cái thì bằng sao mà dám cãi lời. Mà em lấy chồng coi như ván đã đóng thuyền rồi. Không có em bằng sao anh sống nổi hả Kim Ngân? Anh ơi, anh có tin em không? Tin? Trong cuộc đời này anh chỉ tin có một mình em thôi. Tuy là em lấy chồng, nhưng em không muốn. Em không muốn mình phải xa nhau đâu. Được không anh?
Em muốn cái chi anh cũng mừng theo em hết. Nhưng mà em đừng có gạt anh nha. Em chỉ sợ là anh không bằng lòng. Bởi nếu như mình làm như vậy thì thiệt thòi cho anh lắm. Yêu nhau, yêu nhau mà không có được đường hoàng thì tội nghiệp anh lắm. Nếu như em biết tội nghiệp cho anh, trong con tim của em còn hình bóng của anh. Mà xưa giờ em cũng biết anh thương em, mà anh chỉ dám nắm tay em thôi. Đôi lúc á, anh qua nhà em, anh chỉ lén nhìn xa xa. Anh sợ cha em la. Anh chỉ dám vuốt ve em, chưa bao giờ anh dám nghĩ tới chuyện xúc phạm em hết. Nếu như em sang ngang mà trong tim em còn hình bóng của anh, anh chỉ xin em một điều thôi. Anh muốn cái gì, anh muốn cái gì anh cứ nói với em, em sẽ bù đắp cho anh mà. Anh chỉ xin em hãy là của anh trước khi em lấy chồng có được không? Em còn tiếc chi với anh nữa Kim Ngân? Anh đổ tới em. Dạo này em lo lắng điều chi mà trầm mặt em cứ giao giao vậy? Dạ không có chi, tại công chuyện nhà nhiều quá. Đúng thiệt chứ, mà dạo này nhà mình cứ rần rần khách khứa, rồi chuyện bếp núc trong ngoài chỉ có một mình em lo. Anh thấy mà xót lắm, không có mần sao mà giúp đỡ em được. Không ấy, từ rày về sau mình bớt bớt gặp nhau hen. Em sợ lắm. Bớt cái chi mà bớt, cả tháng hai đứa mới gặp nhau có một lần, rồi cứ thấp tha thấp thỏm, nhiều khi nói chuyện còn chưa hết ý nữa. Thì cũng đành phải vậy thôi. Em sợ cho em thì ít, mà em lo cho anh thì nhiều. Sầm bữa nay em muốn nói cho hết ý. Được rồi, có điều chỉ khuất tất á, em cứ nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Chuyện của mình Âu cũng đành phải giấu kín trong bóng tối mãi mãi. Làm như vậy sẽ tốt cho anh. Cậu hai lấy vợ rồi, sẽ tới lượt anh. Em không muốn gì em mà anh làm trái ý bà hội đồng. Vậy nên bà biểu sao anh nghe vậy nghe. Em Nguyệt là một cái bóng, sẽ âm thầm ở bên anh trọn đời. Em sẽ chung thủy, không thay lòng đổi dạ, cho dù bất kỳ nghịch cảnh nào. Anh chỉ tưởng chuyện chi, chứ mấy lời này em nói đi nói lại nhiều lần rồi, mà anh cũng trả lời nhiều lần rồi. Hôm nay nhắc lại một lần cuối, người anh lấy làm vợ là em. Em sẽ đường đường chính chính làm vợ anh, chứ không phải là một cái bóng âm thầm gì hết. Anh cãi lại má chuyện này, cũng hẳn anh là đứa con bất hiếu. Chuyện vợ con của anh phải do anh lựa chọn. Giọt nước phía trước thế nào thì giọt nước phía sau phải y chơn như vậy. Em thấy khó lắm.
không có chi mà khó hết. Tất cả chỉ do lòng mình thôi. Dương mang nặng gót phong trần, mặc ai tiếng giữa miên đời dèm pha. Nửa đời người lầm đường lạc lối, người về đâu sao lẽ bàng con subscribe.